tài xế chở lãnh đạo ấy, nhân vật VIP bình chưa, mặt mũi cứ giãn em ấy, không phải căng thẳng cái đâu, cười cái xem nào. Giới thiệu nha, đây là checker chuyên nghiệp. Ngoài bão phá quá đều đéo lắm. Cái nhà có bốn là chắc chả phải ấy đâu nhỉ? Cây cối đổ hết. Nhà có bốn là chắc chả phải à, hành trình của anh em tôi bắt đầu. Thực sự đéo biết tí thì ở người có lát không. Bây giờ là 10 giờ 15 nhỉ. Nó đi cái này, nhưng mà thôi mình lên đây đã. Đấy, hai anh rồ. Ai rồ. Đây là tuyến vườn quốc gia Việt Hải.
là 160.000 đồng một người. Nhưng mà bây giờ đằng nào cũng mất tiền đi vào Ngự Lâm để thăm nhỉ. Đường lên đỉnh Ngự Lâm Kim Giao đấy nhỉ. Trời cây đổ hết. Có để trong đấy à? Bỏ ra ngoài ấy hả? Mở nắp ra. Nó có cái móc treo không? Không có. Thế phải mua rồi. Phải đao cái áp MP3 zinc về. Thường hay đấy. Cởi áo rồi, nóng quá. Cuộc sống sẽ trôi qua thật êm đềm. Ta không còn sợ đối mặt với bóng tối. 150m nữa. Các loại sticker không được đục khắc vẽ graphic lên công trình. Úi giời. Kinh khủng khiếp. Các loại sticker luôn. Thở như trâu luôn. Đoạn này phải đi bằng tứ chi đây. Bỏ đi. Thôi, tắt máy bỏ rồi. Cho nó định viết cái gì đấy.
Đây còn sang đây đúng không? Hôm nay đông quá mình không nhìn sang bên này. Con đường xuyên đảo à? Dốc thế này mà nó còn bảo chú ý không được chạy xuống. Con ngộ không mới chạy. Ôi giời, mình đi được 2 cây ấy. Đi lên đỉnh Ngự Lâm đi xuống, bây giờ là gần 2 cây. Đoạn này là khởi động. Khởi động. À, tí nữa phải vào mới vào cung chính. Toàn thành phần thừa sức khỏe như là mít từ khối này đây. Nhìn nhà đúng là dân checker chuyên nghiệp. Bắt đầu nhá. Giờ bắt đầu vào việc này. Sau bao nhiêu nhỉ? 40 phút nhỉ? 2 cây số gọi là khởi động lên đỉnh Ngự Lâm. Giờ anh em tôi đã bắt đầu vào cung đường chính. Đây, khi mà vào rừng là nhân viên các bạn ấy hướng dẫn cho cài phần mềm MapMe. Ui giời ơi, mẹ bố này, cây có gãy hết này. MapMe. Đây. Thế này mà đi ra thì làm sao mà phải hướng dẫn viên làm cái gì. Đây toàn chuyên gia đi rừng. Phịch thổ đấy. Phịch thổ đấy. Là đây là anh Khôi nhé. Anh Khôi đã từng đi tất cả các loại đỉnh đèo của Việt Nam. Đỉnh núi chứ không đỉnh đèo. Toàn cái gì? Bù Xì Lung, Bù Tà Leng cái gì. Đọc, đó cả mồm. Ủa chứ mất mẹ MapMe ấy. Ủa đéo biết có phải cái đường này không. Ủa được mẹ nó chỉ ở đây à. À đây rồi, nó là cái đường này rồi. Đây, đây. Đây nó chính là đây này. Ui giời, một cây nó đổ hết à. Đây nó chính là con đường này đây. Là nếu mà không có người là cũng đéo biết đằng nào một lần nữa, không có này cũng mất tự tin đấy. Kẻ lên Puta Leng thì đường đi thì nó cũng thế này thôi. Thế à? Đây này, cây cối đổ hết, ngập hết rồi. Chả còn biết đường nào mà đi nữa. Nhưng mà nó khác nhau cái độ cao nó khác. Ồ, anh cảm thấy mình đi không đúng sao. Đây này, cái bản đồ nó này mà. Nó hơi bị lệch. Đi. Đúng rồi, mình đi sai rồi. Mình đi sang bên kia cơ. Cái bữa ấy bảo... Đấy, ồ. Nhảy qua. Chui đi. Này các bạn là nó thằng chịt quá. Đúng rồi, khả năng nhiều cây gai nó đổ rồi.
Đây, hai ông ta một ông tây. Mà theo bản đồ nó chỉ còn một chút nữa là ra được con đường chính ấy. Mà không thể nào mà đi được. Mới khởi đầu được có chưa được cây số. Còn thiếu con dao ấy. Thì anh bảo em cầm con dao đi, mà em cầm. Nếu vào rừng thì có hổ còn chiến đấu. Ấy giời ơi. Giờ mà phát ở cái chỗ này mà đi. Lâu rồi. I think that we come back. Khiếp chưa? Chú đưa cái chỗ này là hai rồi. Nói thật, đéo đùa với rừng được câu ạ. Rõ là bản đồ nó vẽ rõ một rồi nhưng mà không đi được. Thực ra là do vừa bão xong thôi, cây cối nó đổ, nó mọc tùm lum thôi. Chứ không thì vẫn ok. Má nó đi tắt một đoạn thôi. Mà nó khổ sở như này. Đây, mẹ nó con đường nó to này cơ mà. Ôi. Sợ thật, muốn đi tắt một tí nhưng mà vẫn đi. Thôi giờ muốn chấp một mắt. Đây này, tay chân. Mẹ chắc là sau tầm 20 phút loay hoay cái quãng đường này chỉ gần một cây số thôi. Mà muốn đi tắt một tí mà hai thằng ta một thằng tây vỡ bặt luôn. Thôi, let's go. Rồi, nhà lại lên. Đoạn này rừng cũng vẫn còn ngon nhỉ? Nó thấy đỏ gì đâu, đúng không? Được, có khi thế. Chỗ này là cũng... đây, cây cũng gãy này. Đói chưa? Chưa. Mới đi được 1/4 thôi. Giời, đoạn này đẹp chưa? Tuyệt vời. Các bạn hãy đến với vườn quốc gia Cát Bà quê tôi nhé. Đó là đỉnh lóc cái trần luôn đấy. Nghiêm cấm. Không có một ai luôn. Ôi. Đâu? Thầy thấy mà vớ được đoạn này mà chạy nhỉ? Chết kinh đoạn này. Cây cối đổ khá nhiều, hơi tiếc nhỉ. Cây này nó phải là 2,5 triệu à? Ông này đúng người rừng ra. Anh không biết là mấy thành phần này đâu. Thôi anh chỉ anh thấy mày như kiểu người rừng ấy. Khi mà thả mày về rừng là mày rất là sung mãn. Như kiểu tràn đầy năng lượng.
Ở đây có cái ao này nhưng mà không còn tí nước à? Cạn hết rồi. Bây giờ mấy giờ ấy nhỉ? 12 giờ hơn. 12 rưỡi rồi. Ui giời. Sau mới được tầm 1/4 quãng đường thôi mà anh em tôi đã nghỉ. Đấy. Đồ ăn này. Đồ ăn này là gì? Nhà tài trợ. Đâu, trả Kim tiền Cương. Đấy. Trả tiền đấy. Thôi mình cứ nói phét cho nó oai. Mình cứ nói phét chứ mình trả tiền mà. Nhưng mà mình cũng nói là bây giờ nhà tài trợ Kim Cương. Biong. Bánh lá chanh rất răng. Nhà tài trợ Diamond Phúc Yển. Không, cái bánh này là tài trợ. À rồi. Ừ, nó phải chuẩn chứ không thì sao lại nó lại mắng. Mời mình xuống ăn quá thôi mà mời. Giữa thung lũng luôn. Cái ao này không biết gọi là ao gì. Ngon không? Mấy khi mà được ăn uống sinh tồn ở giữa rừng này thôi. Cửa ra có chai bia nhỉ? Ngon. Sáng nay định mua. Hoa quả trắng miệng đàng hoàng. Sau 30 phút nghỉ trưa này, thấy có đám mây này, hơi vất ổn. Thôi lên đường đi tiếp. Bưởi bung, trời cây. Mẹ, bài hát mất vệ sinh. Come back to me. Ừ. Thôi rồi, ngồi đấy cũng được. Hóa ra là cái ao đấy là ao lươn. Mình, chỗ mình xuống ngồi ấy là ao lươn. Chứ không phải ao ếch, ao ếch bây giờ đi tiếp 4 cây nữa. Đoạn bé này thì đạp xe cả ngày đường nó còn bé mà. Push. Trời ơi, cây đổ rồi. Thầy người ta bảo là không được mang cái cây ra khỏi rừng đâu. Nó đổ thì cứ nằm ở đây thôi. Tại vì rừng nguyên sinh là phải như thế. Cơn bão số 3 này. Chỗ kia là đi xe máy thì đúng là... Ôi trời ơi. Đây có thể là đi đi vòng. Trời ơi, cây nó tan nát hết rồi. Tiếc nhỉ. Bao nhiêu năm trời mới được cái cánh rừng. Úi giời. Bây giờ đến đoạn dốc rồi, bậc thang rồi. Thế thì xe đạp không được. Không mang xe đạp được. Thế.
cái cây lên mùa. Đi cắn lưỡi. Đây còn đang nhai nhai cái gì nữa thôi. Ui cái thân cây. Sáu cây nữa. Cây to lên đó. Mệt phết. Chụp kinh nhỉ. Cây này to chưa? Số 3 sợi đứt hơi đấy nhỉ. Trước khi neo đỉnh cấy là em tập nửa năm ấy. Nhưng mà cây nguyên sinh nó còn nhiều đúng không? Rừng của nó thì cũng chỉ như thế này thôi. Đây phải nói là toàn cây to chứ. Cây Oro. Ui, chỗ này dốc này. Ui, một tay cầm máy quay này nguy hiểm. Dốc. Rồi, tắt đi nhá. Hay quá. Đoạn này sót xa chưa, cây
Úi giời, cây đổ hết. Tan nát. Thôi đấy nhờ. Cái này nó quá nhiều người đi rồi, nó đường mòn nó nhiều. Không như cái con đường anh em mình mới khám phá. Con gì? Úi giời. Chui à? Đó, tránh thôi. Tránh cây chẳng xấu bật nào. Sáu cây nữa. À đây, cái nhà nghỉ giữa rừng đây. Ờ, thử lên xem có trò gì. Không có cái gì luôn, tan nát. Rồi, bao bằng tay rồi. Úi giời. Ai chưa? Thôi không quay nữa. Úi giời, cái gia đình mệt vãi cứt đây. Cây này nó ôm hẳn một cái cây chết ở bên trong. À. Rồi mặt anh vẫn hơi tự ngâm. Đúng không ạ? Anh hơi xe bơm. Đúng không?
Buổi quá xa bên ngoài tầm kiểm soát anh hoặc em. Có lẽ em chưa đi một cây kiểu là vào làng. Theo như phỏng đoán thì đây là ao ếch. Trời trời, cây to phết, cây nhội. Tắm không Khôi? Tắm nè. Rồi, cái cây khủ khẩm sợ nhỉ? Là cái cây dị chưa? Ba cây nữa. Nó làm một cái ao mà. Thế là vẫn còn ít nước ấy. Thì đây là chắc là quanh này nó đá. Đá nó ngấm, nó không ngấm nước đâu. Giữ rừng có cái ao nhỉ, quý á. Thì thôi. Theo truyền thuyết là đây là con dốc cuối cùng đây. Sau khi qua con dốc thứ tư này, bạn sẽ thành chính quả. Vãi tẻ. Tình này khác bọt thật đấy nhỉ. Toàn đá này. Toàn đá và cây to này. Chỗ này trên đỉnh ăn đủ gió nhỉ, rổ hết nhỉ. Dễ là rất bé nhỉ. Dễ là dễ chùm lông. Con đoạn này đi hầm à? Không được, không đi đâu. Hay là cái cây nó mới đổ đây? Không phải đâu, nó thế. Nó thế đi thôi. Ui rồi, mẹ không khóm này à.
như du kích nhỉ. Ui giời. Phải. Mệt phết. Hơn 6 cây. Mệt rất là khôi à. Mày cõng anh đi. Đuổi ra ngoài nghỉ tí, mệt quá. Hẻm xa xa. Cố lên, tiến ra. Đấy mà không biết. Toàn đá tem nhỉ. Thôi nhá. Có vẻ là hết đá rồi. Úi giời. Ba cây cuối thì sợ thật. Toàn đá mà đá tay mèo. Mệt vãi cơ này. Thế nhưng bây giờ là đi được 9 cây. 9 cây. Còn hơn 1 cây á. Mấy em này mà giá mới ở đây thì bao giờ mới về chứ. Bọn đấy đi nhanh không? Chân dài. Úi giời, tưởng hết đá rồi mà vẫn còn à. Úi giời, tưởng đồng bằng rồi mà vẫn hoàn thua. Đây. Việt Hải, 1 km. Thôi, mai đi tàu về thôi. Không đi rừng nữa. Mỏi gối lắm rồi. Hay sáng mai 5 giờ Khôi dậy đi rừng về. Anh đầu hàng rồi. Khả năng về đây sống rồi. Úi giời. Cái đầu gối U50 của tôi nó cảm giác như là sắp rụng ra. Cứ leo leo ở chỗ đá sợ thật. Không, mình có lên nữa đâu. Anh đã lên rồi. Thôi đi vào làng thôi. Úi giời, mệt quá. Chính thức là hết leo trèo rồi nhá. 10 cây. Rồi, hai anh em tôi từ lúc 10 giờ 15 nhỉ. Nhưng mà vừa đi rồi vừa lang thang, vừa nghỉ vừa ăn. 10 cây. Tính thời gian đi bộ là 3 tiếng 10 phút. Làng Việt Hải. Đây, chưa dĩa thấy cái điều hòa rồi. Ừ. Đập vào mặt. 10 năm trước là anh ở đây. 10 năm đúng không? 2014. Sau cái năm ấy, một năm là nó có cái trận lụt ấy. Mà lên tận lóc cái cổng làng ấy. 15 mới quay lại. Cá gì ở đây thôi. Qua làm cái kem. Cái mẹ ăn kem. Ờ, vào làm lon. Vào làm lon như không. Mẹ vã quá này, khát nước. Thèm. Ôi, ăn kem hay uống nước. Khôi, nhìn lại con đường đã đi không? Đây này. Vòng 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 vòng. Đây cái chỗ này là cái chỗ vãi trưởng nhất này. Toàn đá là đá. Nó đánh dấu ở đây đấy. Rồi ra đây. Đấy, lần trước thì đi từ đây đi vòng 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 ra.
Đây đi cái đường này. Mai về lối đấy. Cá rỉa chuối à? Đây là chuối á? Ờ, vỏ chuối á. Chuối lồng chuối. Không, ý là cái vỏ quả chuối.